Wow, bộ dụng cụ đến bóng xe này rất là tiện lợi các bạn. Mình đang tìm kiếm cái này nè các bạn. Và mình đặt cái trên mạng một sản phẩm bao gồm 7 món luôn. Đây, đây là cái một uh, cũng là dạng dụng cụ đánh bóng xe nhưng mà dùng pin là dùng máy mài. Ha, máy mài mình gắn cái đầu cái đầu mà dạng 7 món đó các bạn. Thì uh, đầu tiên là chúng ta sẽ tháo hai cái hai con ốc này ra. Đấy, hai con ốc này nó bám vào cái thân máy thì chúng ta sẽ khui cái này cái bộ bảy món này ra ha. Để xem nó có gì nha các bạn nếu mà hàng ngon thì mình sẽ gắn đường link để cho mọi người có thể mua về thường thường sử dụng này để đánh bóng xe dịp tết dịp lễ hoặc là đi đâu chơi xa hả? anh em dọn xe cho sạch sẽ đó đó thì dùng cái này đánh rất là hay nha đấy thì nó sẽ sản phẩm bao gồm có một miếng mút bao gồm hai mặt một mặt mút một mặt nó là nó làm bằng cái phần vải nhám có thể hít vào trong cái phần gai đấy có rất là nhiều màu đây là màu xanh nha đây là màu đen nó cũng hai mặt như vậy và bề mặt có chỗ thì có cá thì lẫm chởm một cái có cái thì phẳng lì tùy theo chúng ta đánh bóng cái vật thể như thế nào ha những vật thể mà à, dẫn sống thì đánh đánh bóng bằng những cái mút dẫn sống còn mặt, mặt phẳng thì đánh bóng bằng những cái miếng phẳng như thế này nó nhiều màu à, có màu cái phong cách nữa là đánh, đánh bóng bằng lông chống xước các bạn ha đã những cái chỗ xe nào bị xước á dùng tôi, anh em sử dụng loại này để đánh bóng nè đó. thì đầu tiên mình thấy cái có một cái, cái điểm gốc cơ bản của nó phải có một cái miếng màu đen như thế này ha và và giữa hai cái phần tiếp xúc này sẽ có cái hít để những cái những gai nhưng rất là nhỏ những cái gai nhỏ này hít vào trong cái phần vải trắng này đấy các bạn thấy không cái phần gai này rất là quan trọng nha và cái miếng này cũng cực kỳ quan trọng tại nó sẽ là điểm gốc để chúng ta thể thay khi chúng ta vệ sinh đánh bóng chà nhám thì chúng ta sẽ dùng để thay vị trí nó rất là dễ tháo ra thôi tại vì có những cái rất là gai nhỏ rất là nhỏ ha Đấy, việc tháo là tháo vô nó nó rất là dễ dàng các bạn ha. Nhưng mà được cái là khi nó hít vào hít rất là chắc. Đấy, nhiều khi đánh bóng ở tốc độ cao nó không bị văng cái miếng mút này ra. Đấy, thì mình hít thử nha các bạn. Đấy. Wow. Rất chắc nha. Rất chắc. em mà khi tháo á, tháo từ cái khía này, mình sẽ bung nhẹ nó ra. Thì tháo cũng rất là dễ dàng thôi. Đấy. Còn khi gắn vào thì lại rất là chắc. Nó ưu điểm như vậy ha để mình thay thế cũng nhanh nữa nhiều khi ta lao này xong anh em có thể dùng cái kia đi giặt và dùng cái miếng mới thay vào và cái này chúng ta sẽ dụng được nhiều lần tại vì khi mút đó, nó bị dơ anh em có thể dùng để rửa chặt xà bông ha đã thay rồi thêm cái nữa là cái phần cái cục đen đen này nè phải có điểm tiếp xúc nào đó để gắn vào trong cái của cái máy ha bao gồm có máy khoan cũng xài được nè máy đánh bóng cũng xài được nữa nè đấy thì mình hít như thế này rất là dễ sử dụng ha đây đây những cái vật thể nào mà có gồ ghề á thì anh em dùng dùng miếng mốt giờ dự, hình dẫn sống thế này nè để khi nó tiếp xúc á nó thể chà sát vào những vị trí nhỏ hẹp đã đã khi ở ở bên trong á thì anh em thấy cái phần cái phần răng của nó nè để để chi đây đây là lúc chúng ta phải sử dụng đây là cái sử dụng một cái cái máy mài hoặc anh em sử dụng cho máy khoan máy khoan thì thông ra một thông thông qua một con ốc nữa tại vì máy khoan thì phải thêm một cái bước nữa là vặn thêm ốc nhỏ nó vào nên em mới chuyển qua máy khoan được <laughs> đầu tiên mình sử dụng máy mài trước nha thì máy mài thì sẽ có hai con ốc nhỏ thế này anh em chịu khó tháo nó ra ha tháo nó ra đầu tiên mình tháo con ốc trắng này trước nha bên trong nó nữa sẽ thêm một con ốc màu đen đó tháo hai con ốc ra luôn nha các bạn đấy khi nó sẽ đưa ra một cái trục như thế này anh em mới vặn cái cái đầu đầu cái đó vào một cái đầu màu đen á Đấy. anh nếu vặn nó vào, vặn hết cỡ luôn, vào sát luôn, thì nó sẽ vào thôi. Rất là đơn giản ha, anh em vặn theo chiều cái đồng hồ. Đấy, vặn vào, vặn hết 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 mức nó luôn nha, siết lại cho chắc nha. Và để cho nó không bị chạy á, anh em dùng cái tay trái nè, chạm một cái muốn nút màu đen này, nhấn sâu vào, để cho cái giữ cái trục nó bị cứng, nó cứng lại để cho anh em có thể vặn chắc hơn. Đấy, siết chặt vào ha. Rồi, bây giờ nó chặt và an tâm rồi đó. Anh em có thể sử dụng một cái máy này đây là máy đánh bóng là là máy cắt á. anh em sử dụng pin á. thì dùng cái này thì tiện hơn anh em sử dụng loại máy cắt điện nha anh khi anh em sử dụng pin nó tiện hơn nhiều khi anh em vệ sinh xe đó anh em không cần phải có dây điện anh em cần có một pin thôi thì vô gồm sẽ có một cái máy này ha một cái này gắn vào trong một cái phần đánh bóng đấy nó như thế này mình dán vào được mình tháo nó cũng rất là dễ ha rồi phần ở dưới cái của cái chân máy sẽ có một cái khe để gắn pin vào là chân pin là chân pin phổ thông chân pin M21 nha anh em là mình sử dụng loại pin rama Plus thì đặc điểm của pin này á là pin nó trâu sử dụng rất là ổn định đây, đây là khối pin 15 sơ pin chân pin phổ thông M21 và có mạch bảo vệ là 6 mắt 3 trợ gián anh em sử dụng được cái máy mài này không bị à, không sợ bị ngắt tải giữa chừng tại vì những cái máy mài á thì ăn công suất rất là lớn vòng xoay cao á thì những cục pin thường á, thì sẽ không chịu nổi ha nhưng mà cục Rama Plus này rất là ok cục này cũng trên dưới 400 ngàn ha thì cái máy mình đang cầm trên tay là máy máy mài của Victor thì giá của nó cũng tầm 300 mấy ha đó, cái cách sử dụng thì rất đơn giản nên chỉ cần gắn cục pin vào trong thân máy thôi ha đấy gắn vào rất là dễ dàng ha okay, ha rồi anh em đã có một cái máy cầm tay ha bây giờ thử thực hiện nha mình bóp thử wow rất là nhạy ha và wow, tốc độ dùng xoay rất là nhanh ha khoảng gần 3.000 vòng một phút thì à, giữa cái ưu điểm của máy mài này máy cắt này so với máy khoan á thì đựng cái dòng tua nó nhanh hơn khi anh em chà thì tốc độ nó nhanh hơn sẽ giúp chúng ta làm việc công việc nó sẽ thuận tiện hơn Để tốc độ làm việc nhanh hơn và đánh bóng hay là chà vị trí nào nó cũng sẽ nhanh hơn anh em thử tốc độ của nó nè để mình bóp thử nha cái lượng gió nó hít đó, theo cái quán tính gió thì hút hết ngược vào trong cái mục nè do cái tốc độ của cái vòng tua rất là nhanh gần 3.000 vòng ha đấy thì anh em thấy khi mà sử dụng cái cái máy trà này á à, hay là máy trà mút á, thực ra mình tự biến với từ máy mài trở thành một cái máy có thể trà vệ sinh, à, có thể vệ sinh những vật dụng hoặc là đánh bóng những vật dụng bằng nhựa, hoặc là đánh bóng xe, thông thường anh em sử dụng cái này để đánh bóng xe hơi, đánh bóng xe máy, đấy. trà xước, Đó. là gắn những cái cục lông cầu vào để trà xước ha. giờ mình thử trà cái cái remote này coi xem nó bóng không ha đó mình nhấn một cái thì nó bóng lưỡng anh em ha trước đó thì nó hơi nhám mình chà nhẹ xíu thì nó bóng liền nó rất là nhanh luôn rồi kế tiếp mình thử một cái ổ khóa nha ổ khóa này cũng cũ rồi phần giữa nó cũng hơi ngà rồi thì mình sẽ dùng cái máy này cộng với cục mút này đó, cục mút bảy món này mình đánh thử xem nó bóng không wow sáng luôn sáng đẹp luôn ha chỉ cần một giây thôi nếu mà anh em sử dụng chả này khoảng 10 giây tới 20 giây thì nó còn đẹp nó bóng hơn nữa ha nó sẽ đánh sạch những cái vết cũ vết dơ đi. Đó, cái này anh em sẽ sử dụng để đánh những cái vật dụng hay vật dụng nào quá lâu á, nhìn nó xấu cũ, anh em đem nó bấm đánh bóng cũng rất là hay ha. đó rất là tiện lợi nha anh em. thì thành phần nó sẽ có thêm những miếng mút phẳng lì như thế này để đánh những vật thể mà dạng nó phẳng giống như tường gạch men á, lâu ngày nó bị cũ dơ mà anh em cần đánh cho nó sạch á. hoặc là anh em sử dụng những cái miếng lông lông như thế này. Cái miếng lông này thường đánh đó là để chà những cái vị trí xe nào bị xước á, anh em hay xây sử dụng cái này nè. Đấy, đánh rất là đẹp luôn ha. Cầm êm tay. Và thay thế nó cũng dễ nữa. Anh em chỉ cần mở ra dán vào trong cái vị trí cái phần dính của nó thôi. Là anh em có thể sử dụng được rất là tiện lợi ha. Nó mềm, rất là êm tay ha. Đánh nó không bị trầy xe. Và đây là cái trục quan trọng nếu anh em muốn sử dụng cho máy khoan. Đó, thì cái phần răng này anh em dặn vào trong cái cục màu đen hồi nãy á và cái phần phần tròn này anh em đưa vào trong cái phần máy khoan nhớ là máy khoan phải 13 ly nha để cái trục này trục 13 ly rất là to anh em sử dụng nào mà mấy máy, máy khoan mà ta 10 ly là không đủ nha phải muốn có máy khoan to thì mới gắn được thì rất đơn giản anh em chỉ cần uh, dùng cái ren này vặn vào trong cái phần đen đó ha đấy thì mình sẽ đánh đánh bóng tinh thường thử nè đấy để mình đánh bóng vật thể rồi giờ mình thử đánh bóng tinh thường nha có nói như thế nào nha anh em đấy khi đánh bóng nè đó mình chà vào cái phần tường này cũng dạng như cũ rồi đó, bị dơ những vết bám rất là lì lợm thì dùng cái này đánh rất là nhanh, rất là mau tra, mau trôi những cái vết nhám cũ, thậm chí những vết trầy mà dạng lâu năm anh em bóng đánh thì nó sẽ sạch đó, nó chà hẳn vào những cái đường ren những cái đường ren mà lâu á, nếu anh em sử dụng một ít xà bông vô nữa đánh rất là sạch nha, đánh bằng xà bông trước sau đó dùng cái nước lã mình dùng nước đầu lao mình cũng kéo sạch nhẹ cái thì y như gạch men mới luôn ha cái cách này anh em thường sử dụng để đánh bóng nhà những nhà cũ nhà mà nhà trọ sử dụng mà đổi chủ á đổi từ chủ này qua chủ khác á chủ nhà thường thường nó dùng cái này để đánh bóng cho sạch ngay nhà cho gạch men nó sạch nha rồi mình sẽ thử nghiệm cho mấy mấy khoan thì anh em thấy rất là dễ dàng ha dùng con ốc để vặn vào cái phần ren rồi gắn vào trong một cái trục máy khoan máy khoan đầu là 13 ly ha để anh thấy nó xoay không? Rất là nhanh luôn. Nhưng mà nói về tốc độ so với cái máy mài hồi nãy á, thì tốc độ này chỉ được 1 phần 2 so với máy mài thôi. Thì đó ưu tiên máy mài hay hơn. Thì bộ bánh món này rất là ý nghĩa cho anh em sử dụng để đánh bóng xe, vệ sinh nhà cửa, vệ sinh vật thể, những vật thể bằng nhựa. À, và có trục này sử dụng cho máy khoan, chuyển đổi, vừa à, máy mài vừa máy, máy khoan luôn em ha. Anh em có nhu cầu thì có thể tìm hiểu trong phần mô tả bài. Mình sẽ gắn link để anh em có thể mua hoặc là trong cái phần bình luận á, mình sẽ gửi đường link để anh em mua trực tiếp sản phẩm này ha rẻ, hiệu quả mà rất là hay nha anh em.